Em xin chào các bác nhé. Trong video này em có một số loại lan chia sẻ các bác mua về làm giống chơi hoa. Các bác đặt hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại là 0868825909 nhé. Số điện thoại em để ở phần tiêu đề của video đấy ạ. Các bác gọi điện nhắn tin hoặc là gọi điện nhắn tin trao đổi qua Zalo hoặc là Facebook để đặt hàng các bác nhé. Lan của em thì chưa bao gồm phí ship các bác. Phí ship bao gồm phí ship là 36.000 cho 2 kg đầu tiên. Các kg tiếp theo thì cộng thêm 9.000 nữa các bác nhé. Và ship nhanh toàn quốc. Địa chỉ vườn lan bên em, thôn Võng La, xã Võng La, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Các bác nào có dịp thì đến vườn của em xem cây các bác nhé. Các bác điện trước cho em khoảng một vài tiếng để em chuẩn bị, có thể là em đi giao hàng hoặc là em làm công việc gì khác thì các bác điện trước cho em khoảng 1-2 tiếng ấy. Hôm nay có một ông bác về mới mưa, rất là rét. Em vừa đi ship hàng cho một bác bên Nội Thành xong thôi. Thật sự là rét luôn các bác ạ. Hôm nay em sẽ đi vào những mặt hàng địa lan các bác nhé. Mặt hàng địa lan chơi hoa Tết, thanh ngọc các bác nhé. Địa lan thanh ngọc 100.000 một thân. Cái này 3 thân một ngồng hoa là 300 này. Đấy, ngồng hoa này 3 thân là 300 các bác nhé. Địa lan thanh ngọc. Cái này có thể đóng cả chậu gửi các bác được. Đóng cả chậu thì nó rơi vào khoảng 45.000 tiền ship các bác nhé. 45.000 tiền ship. Còn tháo chậu, nhổ cây thì là 36.000 tiền ship. Đấy, thì nó nặng hơn mà các bác. Đây. Còn đây là chậu này 4 thân, một ngồng hoa thì là 400 các bác nhé. 100.000 một thân. Đây. Thanh ngọc. Hoàng kim bảo ấy. Chậu này 7 thân này. 7 thân có 1 này. 2, 3, 4, 5, 6 ngồng hoa nhé. 7 thân, 6 ngồng hoa. Đấy, chậu 7 thân, 6 ngồng hoa. Đây, những ngồng hoa của nó đây này. Chậu này là 350 nhé. Nhổ chậu gửi cây các nhé. Đó là lấy cả chậu thì thêm cho em 100.000 nữa. Đối với những bác nào ở gần mà em có thể ship đến. Thì các bác lấy cả chậu này thì em có thể chở đến tận nơi cho các bác nhé. Đây, 7 thân là 350. Nhổ chậu gửi cây. Đây. Cây Hoàng Kim Bảo này. Đây. Dòng địa lan hoa Tết. Đây là mạc biên, cũng dòng địa lan hoa Tết. Mạc biên có này có 1, 2 này, 3 này, 4 ngồng, 4 ngồng hoa nhé. 1, 2, 3, 1, 2, 3 này, 4 này, 5, 6, 7 thân này. Cũng là 350 cái chậu mạc biên này các bác nhé. 350 chậu mạc biên này. Nhổ chậu gửi cây 350. Địa lan mạc biên. Đại mạc này 550. 5 thân. Hàng thuần này. 5 thân. Và nếu bác nào lấy cả chậu thì là 650 các bác nhé. Đại mạc này. Cái hàng đào cơ thì mấy hôm nữa em sẽ có hàng về mới. Tại vì hôm nay định đi lấy hàng mà mưa rét quá nên là ngại. Quá rét thôi. Nó rét nhưng mà nó mưa nữa thì thành nó buốt các bác ạ. Như này thì nó mới đúng cái không khí, có không khí lạnh. Nó tốt cho những cái cây. Tháng rồi không có mưa rồi. Đây là cây Đại Hoàng Lam Định này. 1 triệu ấy, 2 thân 1 mầm các bác nhá. 1 triệu 2 thân 1 mầm Đại Hoàng Lam Định. Hoàng Vũ này, chậu này 3,5 triệu này. 2 ngồng hoa. 2 ngồng hoa và 7 thân các bác nhá. Tất tần tật cả chậu là 1,5 triệu. Tứ thời này. Tứ thời cổ nhá. Tứ thời cổ này thì 50.000 một thân, đi đơn từ 4 thân là 200.000 đấy, một chậu gửi. Đây là dòng Trần Mộng nhá. Trần Mộng 2 thân 1 mầm là 500. 500. Trần Mộng này 3 thân này. Đang có ngồng hoa này, tía tía tím tím này, này. Đỏ đỏ này. Bác nào gần ship nên là tận lơi cho. Này. 750 này, nhổ chậu gửi cây các bác nhá. Cái chậu này 150 này, cái chậu này to. Nếu mà lấy cả chậu thì là 900 tất tần tật. Về chỉ việc tưới và chơi hoa đây nhá. Này. Trần Mộng. Tố Tâm này. Tố Tâm thì 100.000 một thân, chậu này 4 thân là 400.000 nhá. Bác nào lấy lẻ thì tách 2 thân ra, 2 thân 1 mầm là 200 nhé. Đấy, nhổ chậu gửi cây. Đấy.
Tố Tâm. Bạch Ngọc Chân Hương này. Chân Hương thì 100.000 một thân, chậu này 5 thân 2 mầm là 500.000 các bác nhá. Còn Tiểu Kiều. Tiểu Kiều thì khóm như này em để là 180 này, đây. Một khóm này em để 180 nhá. 6 7 thân này. 6 7 thân thì đấy, một mầm này, đây, 180. Tiểu Kiều. Hoàng Điểm này, chậu này 1.6 triệu này. Chậu này 1.6 triệu các bác nhé. Lấy cả chậu là 1.7 triệu. Lấy lẻ 2 thân thì 2.950. Tách chậu gửi. Hoàng Điểm. Hoa Tết. Đây là Hoàng Kim Bảo. Hoàng Kim Bảo em còn chậu này bác nào lấy thì em để giá là 150 tháo chậu nhé. 150 tháo chậu nhé. Nó có 4 thân đấy. 150 tháo chậu gửi. 4 thân này. Hoàng Điểm về các bác mua về làm giống. À kia Hoàng Kim Bảo về mua về làm giống nhé. Còn Thanh Vũ này. Thanh Vũ thì chậu này có 1 thân này, 2 thân này, 3 thân này. 3 thân và chỗ này nó đang đâm mầm đây này, này. Cái thân già này thì em không tính. Những cái thân này thì lá nó hơi xấu, đâm ra là em sẽ tính là giá 2 thân thôi. 480.000. 480.000 cái Thanh Vũ này, nó có mầm rồi các bác nhá. Đây, có mầm rồi. Đấy. 480.000. Đấy. 3 thân. 4 thân trong đó 2 thân già, một thân già và một thân nó lá nó hơi lỗi. Còn lại 2 thân mình lá bình thường. 450 cái chậu này, đây, cái này đóng cả chậu gửi. Đây. Thanh Vũ nhá, hoa Tết nhá. Cái này có bác về mua về làm giống thôi. Thanh Vũ thì nó rẻ hơn Hoàng Vũ. Em sang những dòng địa lan rừng các bác nhá. Xuân Hè Sơn La này, những chậu này em để 350. Nó gồm hai thân củ rất là to và mầm nhá. Đây. 350 cũng hai thân củ rất to và có mầm. Đây. Đây ạ. Đây. Dòng Xuân Hè Sơn La nhổ chậu gửi đi. Nhổ chậu gửi cho tiện. Đây. Đây xích ngọc hoa đỏ của em đây, nó ra hoa này đấy. Cái bác ở trong Bảo Lộc bây giờ chắc là cũng chuẩn bị có hoa rồi này, gửi cho bác chơi mà. Mạc Thu nhá. Mạc Thu thì đây có cây đang có ngồng hoa này. Đấy. Đấy. Đang có ngồng hoa này. 100.000 một chậu các bác nhá. 100.000 một chậu. Đấy, những chậu to như thế kia thì giá là 150. Đấy, đổ chậu gửi. Còn tứ thời lá to. Tứ thời lá to thì là tứ thời lá to đây, 150.000 một chậu nhá. Đổ chậu gửi. Lá nhỏ cũng 150.000 một chậu, đổ chậu gửi. Kiếm lá giáo hoa xanh. Sáng nay vừa ship dòng lá giáo hoa xanh cho một bác bên Hà Nội sưu tầm. Những chậu ở thuần như này thì em để giá là 150 này. 150, cái này thì nó ra sớm quá. Nếu mà chơi Tết thì nó phải ngồng như thế này cơ. Cái này ra trước Tết rồi này. Cái này thì 160 này, 160 một cái bịch đen này nhá các bác nhá. Đổ chậu gửi nhá. Các bác lợi về giống. Còn cái này thì hàng trồng chậu này thì em bán là 150 một chậu. Chun lan thì 250 một chậu nhá. Ship cái chậu có ngồng hoa cho các bác chơi. 250 một chậu. Đóng cả chậu gửi. Caran hoa xanh. 200.000 một chậu, đóng cả chậu gửi các bác nhá. Hạ Lan Yên Tử 160.000 một chậu này. Đây. Nhổ chậu gửi cây. Caran hoa xanh là nhổ chậu gửi cây các bác nhé. Hạ Lan cũng nhổ chậu gửi cây. Đây. Đây. Những chậu to, cũng to như này thì để giá 250 này. Đây. Đây. Đây có mạc xuân rừng bên trong này nhưng mà em để bên trong em không lôi ra được. Đây. Hàng này là cái hàng nó chưa hoa mà nhìn nó xấu lắm. Bán cho các bác thì rất là ngại. Nhưng mà nhiều bác hỏi mặc xuân rừng thì em cũng có mà. Đây những cái hàng này. Các bác mua thì đây. Nhìn lá nó còn vẫn còn bẩn như này mà. Nó ra rễ ra mầm hết rồi đấy. Cái này thì hàng của em không phải là cái hàng trồng xong rồi lựa hoa ra xong rồi bán là bảo là cái mặt hoa xổ số đâu nhá. Đây, đây là mặt hoa xổ số chính gốc luôn đấy. Những cái hàng kia nhìn nó bóng mượt đẹp, nó nuôi trồng rồi đấy. Đây nhìn nó xấu xấu quăm như thế này.
Tất nhiên là để sổ ra được bông đẹp thì nó may mắn thôi, nhưng mà cái gì bán thì nó lên thật một chút nữa. Nhưng mà trồng rất là nhiều, xong sổ hoa thấy mặt hoa nó bình thường rồi xong lại bán là mặt hàng chưa sổ, hoặc là mang về rừng trồng một thời gian xong rồi lại nhổ lại. Rất là nhiều thủ thuật đấy các bác nhé, chứ không phải đơn giản đâu. Nói ra thì có thể là động chạm nhưng mà em vẫn chia sẻ cho các bác biết. Đây là cây tứ thời lá to này, một chậu này 1 triệu này. Bác nào lấy ở gần thì em ship quả chậu lên cho, ở xa thì nhổ chậu hủy cây. Chu đinh vàng 100.000 một khay như này này, này. Một chậu gửi này. QVN thì 150.000 một chậu này, này. Đóng vào chậu gửi. QVN. Chậu cẩm báo này là 180 các bác nhé. Tiểu hồ điệp rừng ghép dớn này. 250.000 một bảng dớn các bác nhé. Đóng các bảng dớn gửi đi này. Bác nào lấy lẻ thì 90.000 15 cây. Đấy, em nhổ cái bảng dớn này gửi cho các bác. Đấy là tiểu hồ điệp rừng ghép dớn. Đấy. Còn cái gì nhỉ? Cẩm phù lộc này 350 một chậu này, nóng là chậu gửi này. Cẩm phù lộc. Cái này nó đắt nhá các bác nhá, không 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 rẻ đâu. Kể cả các bác vào các hội nhóm mua thì nó cũng vẫn như vậy thôi, những cây trưởng thành gieo hạt như này. Hạt tự nhiên chứ không phải là hạt lai đâu. Đấy. Hàng cấy mô đâu. Đấy. Chậu vũ lữ này 150. Hoa lâu tàn lắm, trông lở này thôi có mà chơi được cả tháng nữa. Tết luôn. Bụi QVN to này thì em để giá là 500 nghìn các bác nhá. Chơi hoa này. 500 nghìn này. Bụi QVN này. Có nào ở gần đấy là chậu thì là 600. 100 nghìn tiền chậu. La Lulum 180 nghìn tiền chậu này, nhổ chậu gửi cây các bác nhá, khoảng 4 thân. Mà giới thiệu các mặt hàng Lan Hải các bác nhá. Hải thì có Hải Henry này, 50.000 một phần được khoảng 3 chậu như này, nhổ chậu hủy cây nhé. Hải Vân Lam 25.000 một cây, nhổ chậu hủy cây. Hải Jackie 40.000 một cây, nhổ chậu hủy cây các bác nhé. Hải Cốc Si 50.000 một phần được khoảng 3 chậu như này, nhổ chậu hủy cây này. Hải Đuôi Công 50.000 một phần là 1 chậu như này, nhổ chậu hủy cây. Hải Hồng 40.000 một cây, nhổ chậu hủy cây. Hải Mốc Hồng 50.000 một phần khoảng 8 chậu như này, nhổ chậu gửi cây này. Hải Liveum này 120.000 một chậu, đóng là chậu gửi này. Hải Cảnh 60.000 một cây, nhổ chậu gửi cây. Ôi rơi mất cái cây Hải Hồng. Gió quật rơi. Hải Trần Điên 50.000 3 cây, nhổ chậu gửi cây. Hải Hằng, cái cây này là 160.000 này, cây này 130, cây này cũng 130 các bác nhé. Hải Hương 100.000 một cây to, họ nhổ chậu gửi cây nhé. Hải Mốc Vàng 60.000 một cây, nhổ chậu gửi cây này. Hải Hét Man 80.000 một cây, nhổ chậu gửi. Hải Táo 50.000 3 cây, nhổ chậu gửi cây. Hải Kim vùng Tây Nguyên 50.000 một phần một khóm này đủ các bác trồng 1 chậu đẹp. Hải Gấm 50.000 một phần được khoảng 10 chậu như này các bác nhé. Đây là hải hải Vệ Lữ 50.000 một phần được khoảng 10 chậu như này, hai vệ lữ. Cục Lan Hải ghép đá Thâm Thủy này trên giá là 500 nghìn này, ship quanh miền Bắc thôi. Đây. Cục này thì 1,5 triệu này, hai gấm này. Đây. Cục này thì 500. Hai hai Helen này. Thuần rất là đẹp rồi. Cây hải hương đang có mèo nụ này để 220 các bác nào lấy nhổ nhổ cây gửi cho các bác nhé. Sang các mặt hàng lan này. Tóc tiên hoa Tết là 200.000 một chậu nhá, đóng là chậu gửi này. Hoàng yến tím 180 một chậu, đóng là chậu gửi. Những cái chậu Vanda Hải Âu này em để 150 này, đóng là chậu gửi này. Vanda Hải Âu, Vanda Mỹ Dung Dạ Hương, Mỹ Dung Dạ Hương, chậu này 250 này. Đây có những chậu Vanda Lâu, Vanda Chanh này thì cứ 90.000 một chậu các bác nhé. Đây.
Loại Vanda hoa tím này em có hai chậu này, này. Cái này nó chỉ phân bố ở thằng Điện Biên này, 250 một chậu, đóng cả chậu gửi, chậu dớn này, trồng bằng chậu dớn, 250 một chậu. Vanda Uyên Ương cũng có nhá, đây, đây chỉ chậu như này thì nhổ cây gửi thôi, này. Mua khoảng 90 nghìn này thì được cái chậu này, này. Vanda Uyên Ương này. Sơn Thủy Tiên thì 250 nghìn một chậu, đóng cả chậu gửi này. Hải dâu 50 nghìn một phần này. Chậu miệng kín này để giá 90 nghìn này. Rẻ quạt là 350 nghìn một chậu, đóng cả chậu gửi này. Rẻ quạt Kim Điệp Xuân thì 90 nghìn chậu này các bác nhé, đóng cả chậu gửi. Đây là cây Hoàng Thảo Nghệ Tâm, 200 nghìn một phần, một bảng dớn như này các bác nhé, đóng cả bảng dớn gửi này. Thanh Đạm Sữa là 150 này. Chồn, khúc chồn này em để 108 này. Long Tu Xuân thì là 150 một bảng dớn nhé, đóng cả bảng dớn gửi này. Tam Bảo Sắc Trắng Tím Điện Biên thì 150.000 một chậu nhé, đóng cả chậu gửi. Chậu từ 3 đến 4 thân đã thuần rồi. Tóc Tiên Hoa Tết là hàng nguyên bản và đang có hoa như này, một thân như này, khúc gỗ nguyên bản này là 150 các bác nhé. Khúc Vôi này thì em để là 150 này. Khúc Hoàng Thảo Vôi này 100 đây. 100. Đấy, hôm nay có từng đấy Phần Lan, các bác có gì mà ủng hộ em nhé, em chân thành cảm ơn ạ.